ăn ngon quá trời. Trời ơi trời, coi hết cơm luôn, hết cơm. Nồi nồi cơm. Nồi cơm bự. Không lẽ giờ này đi nấu thêm cơm nữa mọi người. Ai chào mọi người, chào chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Nấu Một Mình. Đây, đây là chú Út. Chú Út quay, chào mọi người chú. Chào mọi người. Đây là ai, mọi người nhớ không? Đây là chú Sơn. Sơn number one. Hôm nay thì có chú Quay và chú Sơn number one tới chơi cùng cậu cháu Lục Bình. Hôm nay thì mấy chú cháu, cậu cháu sẽ đi ra công viên bên đây nhặt nhớn nha mọi người. Nước đèn gồng bớt rồi, thôi là ngập đầu luôn á chú Sơn. Chú Quay với chú Sơn là trước đây làm hỗ trợ mình dục sình bên cái vườn sáo á các bạn. Chỗ đây nhắm có cá không chú Sơn? Đây hả? Có hộp lẻ có thôi. Gì cũng mình chăm thế nào mà giấc kia dở thì phải có cá à. Ít nhất cũng có vài con lòng tông phải không? Ông sáu nè, ổng thấy không? Ổng đặt cái cá mà ổng hư hết, ổng bỏ cá vô chổng mới chết mấy tấn rồi chổng rồi chú Sơn. Bỏ vậy nè. Không la hộp lẻ luôn hả? Chơi vậy mà hôm nay không được rồi, ông sáu thôi. Chơi không yên. Để chết cá người ta hết trơn hả? Người ta kiếm không có ăn mà ổng chơi vậy đó. Nãy hết được hai con cá phi rồi. Vậy đó hả? Đỡ cho bá vậy nè. Sáng là chống rung phải không? Ừ. Các bạn biết chống rung không? Chống rung là như thế này nè các bạn. Sáng sớm chú sáng. Trời ơi lúc nãy người ta sọt ở trên đây luôn, đi nhảy xuống luôn. Rồi. lấy gì chú quay? Dây hả? Mấy cọng? Cọng. Ở đó là 120 nè. Chừng ký cua là què rồi. Ở đó là 120 nè. Hai hả? 120. 120 lớn nè. Dễ rồi ha. Mà cái này làm cũng hơi nhỏ. Đó mận chuyện lum la chứ không có mua. Tại mình đặt lưới đủ ăn rồi không làm. Hàng xóm mượn, hàng xóm mượn. Hàng xóm mượn cả không cả luôn. Mình chích chích kia chứ cạn chỗ này sâu lắm á. Chỗ cua này sâu lắm, bắt đầu mình kéo gì nè, kéo xuyên gì nè. Đây. Không có làm cái dạng nó đâu. Nó làm cái dạng cho nó vừa cái kinh nhỏ nhỏ thôi mà. Bữa nay có bộ mát hơn mọi khi không sao? Mát hơn. Không vậy không có buồn đâu. Mình cứ tưởng là nó đơn giản, không về làm cũng khá lâu các bạn. Xuống nãy giờ gần nửa tiếng đồng hồ mà ba chú làm chưa xong. Nó thấy gì nó cũng khó lắm. Nhưng mà mình đặt một lần thì mình sử dụng được hoài luôn. Chú Sơn xuống nước thấy đẹp trai dữ chú Sơn. Chỗ nào cũng sâu hết trơn chú ơi. 1,5 lần mà. Đây nè, lại đây nè, cũ nè. Ui, nằm nhắc lại chứ. Tới 70 cây lần mà lấy ra chắc rồi. Quá trời mọi người. Chú Hoa với chứ ông Sáu đang lấy mấy cái cây tràm lên. Tràm cũng 6 năm. Có tràm này hồi đó ông Sáu trồng không sao? Không mua. Ồ, mua của ta hả? Mua 100 cây hả? Ôi trời ơi. Nói trời bữa nay sao mất lượt luôn à. Dạ thì xong cái giếng thứ nhất rồi các bạn. Mà chuyển qua làm cái giếng thứ hai. Đây mọi người, cái giếng thứ nhất đã hoàn thành xong rồi. Đó. Nó có cái tay dài ra hai bên.
không? Đó, chặn ra tới đầu bên kia luôn kìa. Rồi ơi, thấy nó đơn giản mà cuối cùng xuống cả tiếng đồng hồ rồi các bạn, vẫn chưa xong. Thế là cậu cháu sẽ đặt ba cái giớn. Đây là con đường đất mà mình thường hay đi nè các bạn. Hôm nay trời nắng thì nó sẽ tốt như thế này nè. Đó, nó khô. Tuy nhiên là mình không dám đi, tại vì buổi chiều chắc chắn sẽ mưa nữa. Còn đây là cái hướng cũng đi được luôn, nhưng mà nó xa hơn. Đó, đó. Còn các bạn thấy xa xa cái dãy nhà trắng bên kia á, thế là bữa nay mình sẽ đi từ cái hướng đó về đây. Nhắm kiếm được chừng 5-7 kg được chú Sơn? Chắc vậy bạn, khỏe rẻ. Khỏe rẻ hả? Bình thường dạ, ok luôn. Cá là khó nói rồi đó, đường kinh này là ok rồi. Ôi ôi, mấy con cưỡng nó xuống đầy hết trơn kìa trời. Đó. Mấy con cưỡng đầy hết trơn luôn kìa. Nó dạng ở đây người ta không có làm gì nó các bạn. Cốc nhà hàng xóm thấy ham không? Còn bây giờ rẻ, giờ rẻ hả? Giờ hình như còn cái này còn khoảng chừng 2.7 hay 2.6 gì à? Đàn. Rút giỏ lửa nhíu chạy lắc luôn. Chạy chút xíu cho đó hả? Sống lại nữa. Không gian thở đó. Ai mong gì đó luôn ấy. Rồi ông Sáu dí cá luôn hả ông Sáu? Hả? Dí cá luôn hả? Dí cho nó vô đó, mình dở con cái đi nước cạn rồi. Tạm thời thì giờ chưa có cá nên là sẽ xuống bắt cá quèo của ông Sáu. Cái quèo của ông Sáu lên nấu canh chua các bạn. Vèo kia. Đó lấy dớt dớt đi, dớt đi. Có hai con rồi dớt rồi. Dớt đi, dớt đi, còn khó khó. Ôi ôi, hai con có phi cho bá lửa luôn kìa. Ừ. Dứt hết đi, dứt hết đi. Dứt hết đi ông Sáu ơi. Để ông Sáu đem cho người ta cũng vậy à mọi người. Cho ông Sơn. Ông Sơn. Đâu? Ừ. Thôi bữa nay về đồng ăn cá ăn cua nha mọi người, không ăn đồ chợ nha các bạn. Ăn đồ chợ riết cũng ngán, nó cũng là quá chất không ạ. Ăn đồ chợ riết bây giờ cái chợ biết mua gì hết trơn á. Bữa nay hai con cái phi cho bát lửa nè. Không. Chú Hoa với chú Sơn mần cá. Còn chú Sáu nhảy xuống mương nhỏ bông súng. Canh chua bông súng, cá rô phi. Hai bụi kia con cá nó làm banh tà lông hết rồi. Mấy con cá nuôi nó ăn hết trơn bông súng rồi các bạn. Được bởi vậy đời được này mới có kia không sao. Để mình thích nó. À, mấy con cá tai tượng chưa lớn á, chú Hoài nói nó lớn là ăn hết luôn á. Ở nhà chắc mần cá hoài luôn á chú Hoài. Mần cá hả? À, kiểu đó bà xã có gì đâu làm chú Hoài. Cho bó khỏe. Trời ơi cưng dữ trời. Bà xã là ok nằm quan luôn, đi tàn tàn luôn. Không có mua gì hết á, nhà mình không có mua gì hết á. Làm biến làm cái rô thả đi. Thả vô dẻo đi. Thả vô dẻo không có thả đi đâu. Trời ơi nghe thả tưởng đâu tốt lành gì thả vô dẻo á. Thả ra ngoài nó đi hết hả. Cái rô bự thì cái mình vô đi. Tạm thời mấy con cá ở trong giớn nó chưa có rồi các bạn. Chú Sơn giữ ở đâu luôn hả? Giữ đậu đây lần trong mà béo nè. Còn gồng kho nước cốt dừa hả? Ừ. Trời ơi, đã lắm. Béo bốc. Ừ. Ở thành phố người ta cũng phải ăn nhiều dữ đó. Ừ, mà đi bán cái đó không ăn thấy nó dẹp á. Đang bắt ông á. Bắt không? Bắt thấy nó dẹp á. Lòng gồng mới nhỏ xíu. Ừ, lòng gồng á. Cái đồng gồng mà. Xin ông Sáu cây chú Sơn, chú Sơn. Hả? Xin Sáu cây đi. Ông với ông to không là khi mà bạn cây về nằm giống ha. Cây nhỏ nhỏ nhỏ. Ông chứ ông bán cây mấy triệu á. Ông để ông dưỡng già ông á, ông mua đó ông mua cho mấy triệu bạc ông lên mà. Hôm nay sẽ là một cái video theo kiểu mà nông dân chính hãng á mọi người. Cũng như là cuộc sống của người nông dân miền Tây nó thường ngày nó diễn ra như thế nào thì mình sẽ mô tả lại trang giống như đời thực vậy đó. Mong là cô chú anh chị và các bạn sẽ ủng hộ cho mấy cậu cháu. Còn đây là hai thành viên mới tạm thời của kênh nha mọi người. Cho test 2 tuần. Còn chú Sơn mà cảm thấy chú Sơn không ổn là lên đường. Ok không chú Sơn? Hello. Không ổn là lên đường nha. Không ổn là lên đường. Cút xéo. Không có cút xéo mà không ổn là lên đường nha.
này hơi già chứ sao. Nó mãi gì vậy? Chanh chua cá phi. Chứ không trời. Đúng rồi, nó gặp trận mưa nó tốt cái lắm chứ Sơn. Cái này luộc là như ý luôn nè. Cái này luộc chấm nước mắm không cũng đủ bữa trưa thôi chứ Sơn. Lột rau muống, rau lan. Chấm kho mắm, trời ơi không nổi mẹ ơi. Đẩy một cốc vô nó hết rung liền hay chú Sơn. Không làm sao không hái thì cái đọt tôi không đem về ăn tiêu chảy chết luôn nghe chú Sơn. Hôm nay con chua không sao. Nè mấy cái này nè. Dạ. Thôi mình lặt ra. Dạ, lấy cái đọt ra thôi, lấy cái lá luôn ăn mới ngon. Vậy chú Sơn sẽ chạy qua đây rồi hái thêm một mớ rau cần nữa các bạn. Có bình định trước mặt nữa kìa chú Sơn. Quất nó luôn. Chưa luôn cái này. Đọt non hả? Đọt non, nhỏ nguyên cây bứng rễ lên luôn chú Sơn. Bừng cái là ông Sáu ông quýnh mình ạ. Ông la làng chứ ông la làng đâu. Luôn, nó ăn kiểu này là chết luôn rồi. Ăn kiểu này chết tao rồi tụi bay ơi. Chú Sơn chạy ra đây là hái thêm một mớ rau ngọt nữa có chừng sâu nha chú Sơn. Sâu cắn không á? Hồi xưa là làm nghề mài dao hả chú Quay? Có không? Có. Mày kéo. Thiệt kìa luôn hả? Mà. Tôi mà tôi cho cái mà cọng tôi không thích không. Chú ở nhà tôi ăn cây không nhiều. Nó ăn lá. Bình Định á hả? Bình Định. Bình Định để vô nó đắng. Nó hơi nhẫn nhẫn á. Dạ, mình nó nhẫn nhẫn. Ăn nó hơi nhẫn nhẫn. Đi lên Bình Dương làm cái tôi cắt bỏ. Không có xài, rồi tới giờ tôi cắt nhà trời lại mới nữa tôi không có xài luôn. Ta câu đuôi muôn hồ. 20 ngàn đi, tháng 20 ngàn thì thoải mái. Cho 50 ngàn cho nữa. Trời ơi, con cá kìa. Con cá phi chập bá lửa nó vô nào vậy không sao? Sáng này nó thấy mấy ông này lợn. Vậy đó hả? Để cho rồi đó. Rồi sáng hôm sau chạy một vòng đi mua rượu rồi. Cá này rồi, cá này. Cá này nó về nó tiếp. Tiếp thách thiệt chứ. Cái này kho hả? Đó. Còn một mớ đó đem kho các bạn. Mà đúng ra tính ra không muốn ăn nữa. Đã mưa ớt rồi chú Sơn. Dạ dạ. Dạ muối ăn canh chua. Muối ớt. Dạ biết không. Mà mấy 2-4 trái rồi đó là lét không không sao em. Chú ơi cho thêm rau cần vô nữa là xong cái nồi canh chua. Cái này nó ghi này một tôi cho cá tôi ăn giờ hộp bự rồi lo nồi cơm ở nồi canh chua nhưng mà trời mưa mà nước lớn thật lớn cá đuôi đỏ nó vô bậy bậy luôn. Nó đây có đuôi đỏ nó đi có cái đường rẽ không à cái đường rẽ đó nó đi vô vô bậy luôn à cái đuôi đỏ mấy này mình kia có đợt này nó có đợt đâu đó con vậy đó hai đó nè hai bụi này nó làm trống lỏng hết trơn rồi nè. Bán nhà phần lạnh có bao nhiêu không? Thế nó hết lấy phải nó còn lấy được bằng 2-3 triệu á. Sao mời mọi người ăn bữa cơm trưa nha cùng với hai bạn ông Sáu. Ăn canh chua với kho. Chua kho rồi. Mời mọi người dùng cơm. Mời mọi người. Có bảo mọi người dùng cơm đây, dùng cơm nhân chua hai cá phi nè, rồi với lòng tông nè, cá gô là đủ luôn. Nhờ, ghê chưa. Có muối ớt cũng sưng nữa. Ớt nữa. Đủ hết trơn nè. Cũng sưng ăn nhiều ớt được không? Được. Nè thôi ăn cá này thôi. Ăn cá gô, ăn cá chốt nè. Ăn cá chốt, hát bài thương con chốt sang sông đi. Ngon không sưng? Chưa ăn nữa giờ không sợ chưa ăn chú Sơn chưa ăn nữa rồi mình thử cái chút cái qua ôi sao hỏi xong cái chú Sơn biết đừng trả lời chưa ăn. Cái này Sơn có bỏ bột ngọt không? Có bột ngọt cái đường á tôi thường thường đâm muối bỏ bột ngọt bỏ luôn. Thích ăn cái lòng tông, thích ăn cái lòng tông mọi người, cá không ngon thật, lòng tông không có xương đứng này không có cay hung mềm nó không cay hung ớt này nè ăn bông xuống ngon hơn. Không cài hung mất trái luôn chú Sơn. Khúc ra rồi nó chảy nước mắt chứ.
nó cho ăn cơm nào không có ớt ngon. Đúng rồi đó, thôi ăn cơm không có ớt cũng ngon á. Thà nó cay rồi một xíu xong rồi cũng được nữa. Ừ, ngon. Giờ mà mọi người ăn cơm với cậu cháu. Trời ơi, hai con cá bự hồi nãy giờ không ai đã động nữa chân vậy. Ăn đá nhỏ. Con tép nghe, con tép cá bự nghe. Rồi. Chấm với mưa ớt nè. Rồi mặt ớt á. Có cay cay cũng sướng. Ừ. Quá đã luôn á mọi người. Trời ơi. Không biết mọi người chê không chứ ăn vậy nó sướng hơn lắm. Cảm thấy nó thoải mái á. Sướng hơn đổ mồ hôi kìa. Tôi vậy á, ngọt không ăn cơm nó đổ mồ hôi nữa. Chú Hoài chưa đổ mồ hôi à. Ngon quá không Sơn? Quá không ngon, không đổ. Đó, rồi rồi mát á. Mát á. Ăn cà phê đi, cà phê nó tiếp ông nè ông Sơn. Ừ. Con cá lụm tâm mà. Thôi thôi. Quá trời. Chú Hoài kho cá ăn rất là ngon. Thiệt không luôn á. Không là chân da sợ chết. Không không ngon. Dạ. Không chân da. Chưa đến nồi con gái kìa. Ừ. Tình hình này là phải thuê đầy bếp này rồi. Ngon kho quá. Kho cá rất là ngon luôn các bạn. Chờ xin chén cơm không Sơn? Ta ăn đám cưới mình ăn canh chua. Đó là cái đùng đùng tối ngày luôn, biết có dính bản quyền không mọi người. Họ lắm, mới là nguyên phim nghe nhạc. Có khi nào con nhận hay thiệt. Nó biết con Sơn lại á. Nó biết. Hồi sáng tính là xuống đặt vớ nó có chút xíu ai về đâu. Làm trời ơi, rồi. Làm cái tiếng đồng hồ luôn mọi người. Để nó cũng lụp chụp mà, đâu phải làm liền được liền đâu. Chú Sơn, cho xin 8 chén cơm. Cho, cơm cháy con cháu lục bình đi. Thôi, chắc là nó lạ rồi đó. Lạ lên rồi. Cái này con ngại tăng rồi. Cao điểm mà. Rồi, rồi đây. Rồi. Đám, đám ngày 30 tháng 4. Mọi người mà tự đơn thông, tao biết nó làm bên sau làm rồi là mấy người ta ở đi làm bên Bình Dương cái gì đó. Hay lắm ông này, đoán hay lắm. Ờ, trời chú Quang. Ừ. Thì bữa chỉ cho con cách kho cá nha. Ừ. Trời. Coi này đàn bà đẻ chắc không mê luôn. Trời, nó ngon dữ vậy trời. Này là cái chú tập bếp mà. Là cái là cái. Tưởng luôn sao? Ngon chứ. Tuyệt vời. Quá trời lòng tông mà chú qua kho làm sao mà nó cứng ngắt quá mọi người. Ấy là không có ướp đó nha. Ừ. Nhưng mà nhờ phơi nắng. Không nhờ phơi nắng lại. Hơi nên là nhập không nắng lại ha. Giống như cá phơi một nắng. Hôm nay nè, cá đồng kho nè, cá phi nó cũng bắt đồng luôn nè. Canh chua cũng rau đồng luôn nè. Mọi thứ đều làm từ đồng. Không có gì mua hết các bạn. Ừ. Nơi này cũng tưởng tượng như mình ngồi quán đi. Trời ơi, trời quán sao đổi chứ qua làm. Thiệt, kiểu này chắc bắt kho mỗi ngày quá. Trổ nghệ, trổ tài. Sao ăn mà đổ một hồi luôn quá. Chứ ngon thiệt á, con đói bụng con ăn ở đây là ngon gấp 10 lần con ăn ở nhà con đó. Không phải nó xạo đâu. Ăn mì đi. Ăn mì ngon, ăn mì nên ta sao đổi được bữa cơm này. Bánh ngon rồi hả? Đang ngon mà dở dang. Ăn cá đi, bây giờ ăn cá trừ cơm đi. Cá trừ cơm. Thôi mình giả bộ mình đừng để cho người ta biết mình hết cơm. Ừ. Nè cá nè chú Hoài. Trời. Hết cơm thiệt hả? Chú Sơn. Trời ơi trời. Sao mà ăn cầm một chút hả? Rồi ăn nhóc kìa. Vào chấm. Có tài. Cho cái đặt con đồng. Có tài chú Hoài. Lần đầu tiên ăn của người đàn ông nấu. Khủng khiếp thì. Bả cháy còn cào cào. Phải có mấy bà lại thưởng thức coi mới. Mấy bà sao đổi chú Hoài được? Con không đổi à? Không cho mấy bà thưởng thức coi nó ngon cơ nào á. Để chừng có mấy bả lại cái nó ăn lãng kẹt nè.
Thôi hiểu lý do tại sao ở nhà chú Quang không cho vợ nấu rồi đó. Ổng nấu ngon quá mà. Nhưng mà một phút hết đồ ăn rồi phải kết thúc chương trình rồi trời. Ơi trời, ăn hết cơm luôn á bạn. Ăn thiếu cơm luôn mấy người. Mọi người. Ờ chú Quang lấy cái nồi cơm cho mọi người xem chú Quang, chứng minh đây là sự thật. Nên nấu xong cái nó thấm rồi, lúc đó nó hết đói rồi. Hết ngon rồi. Nó lại rồi. Thì hôm nay bốn cậu cháu ngồi lại và chia sẻ với mọi người những cái món ăn đồng quê tự bắt tự tìm kiếm đó, nó rất là ngon các bạn, ngon hơn đồ chợ. Mà quan trọng là cái nồi kho này nè, nồi kho đó rất là đặc biệt luôn, ăn rất là ngon. Thôi bây giờ không khen nữa, video cũng khá là dài rồi. Sáng tới giờ đi đặt to vớn rồi đi bắt cá. Cá này cá trong vèo của ông Sáu, mời sẽ có cá trong vớn các bạn. Cái dòng là của chú anh chị và các bạn yêu thương và ủng hộ, đăng ký kênh, like rồi chia sẻ được nhiều nhiều để ủng hộ cho cậu cháu nha. Vậy thì cổ không còn gì, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Ok, năm ba luôn. Ok, năm ba trời.